Chào mừng bạn đã đến với video hướng dẫn của iGroup Blog. Tôi là Đức Anh. Ở video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để khôi phục lại mật khẩu trong trường hợp là bạn đã quên mật khẩu hoặc bị ai đó đổi mất mật khẩu mà bạn không biết. Việc đầu tiên, bạn hãy vào trang web của bạn. Ví dụ web của tôi là Đức Anh igroup.igroupblog.com gạch chéo admin để vào trang đăng nhập. Ở phần đăng nhập sẽ có một phần đó là đăng ký và bạn quên mật khẩu ở phía dưới này. Trong trường hợp bạn quên mật khẩu, bạn hãy kích vào phần quên mật khẩu. Ở phần Username or Email, bạn hãy đăng nhập email mà bạn dùng để đăng ký tài khoản cho iGroup Blog vào đây. Như email của mình là Đức Anh a@igroup.vn. Rồi kích vào Get New Password. Khi hệ thống báo là check your email for the confirm link thì có nghĩa là bạn đã khôi phục mật khẩu thành công và bạn hãy kiểm tra email. Ở phần email, hệ thống sẽ gửi về cho bạn một email để khôi phục password. Trong trường hợp bạn không thấy cái email này thì bạn hãy kiểm tra hòm thư spam. Hoặc nếu kiểm tra hòm thư spam bạn vẫn không thấy thì bạn hãy liên hệ với hệ thống để có thể được trợ giúp. Bạn hãy mở email lên. Hệ thống sẽ cho bạn một đường link phía dưới đây để bạn có thể khôi phục lại mật khẩu. Bạn hãy kích vào đường link đó. Ở phần New Password đây, hệ thống sẽ tự cho bạn một đoạn mật khẩu. Ở đây, nếu bạn không muốn sử dụng đoạn mật khẩu mặc định này, bạn có thể xóa đi và tạo mật khẩu mới của bạn ở đây. Ví dụ, mình tạo mật khẩu là từ 1 đến 9. Rồi kích vào phần Reset Password. Khi hệ thống báo là Your password has been reset, có nghĩa là bạn đã thay đổi mật khẩu thành công. Bạn hãy kích vào phần Login ngay tại bên cạnh đây để đăng nhập. Mình sẽ đăng nhập vào đây. Mật khẩu là 123456789. Kích vào Login. Ok, vậy là bạn đã khôi phục mật khẩu thành công. Ở giao diện My Site này, bạn có thể quản lý được các website của bạn. Ở đây, ví dụ mình đang có hai website, đó là đức anh nguyễn.igroupblog.com và đức anh igroupblog.com. Bạn có thể kích vào Go to Dashboard để vào trang quản trị website. Go to Dashboard. Ok, chúc bạn thành công.